Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chew chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. Đinh Quang Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Xin Chào quý khán giả, chào cô Ngọc Lan. À, ngày hôm nay là một ngày thứ sáu cuối tuần nhưng mà ngày hôm nay cũng sẽ lại là một ngày nắng nóng. Quanh cái khu vực Lido Sài Gòn của mình cũng như là ở miền Nam California, ngày hôm qua đó thì vòng vòng đã ngay cái khu vực này thôi đã lên đến chín mươi mấy độ rồi xa xa hơn một chút có nơi lên hơn 100 độ ngày hôm nay tiếp tục nóng cho nên là mọi người nhớ là mình đang từ ở trong nhà thí dụ như trong phòng có máy lạnh mát mẻ mình bước ra ngoài nó nóng rồi sau đó là mình đi vô chỗ mát nó thay thay đổi cái cái khí hậu như vậy rất là dễ bị bệnh cho nên là đi ra ngoài thì mặc đồ cho nó 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 mát mẻ thông thoáng rồi uống nước nhiều rồi nếu không cần thiết thì nên tránh đi ở ngoài đường nắng nhưng mà hay nhất là mình mua một cái nước đá đó ờ mình để lên. ngay trước cửa khi nào <laughs> mình đi ra ngoài mình ôm cái nước đá mình đi ra dạ, để... trời, trời này nóng quá um, nhiều nhà mà có cái um, máy điều hòa nhiệt độ thì không nói mà thường á những cái dịp này á thì trong những cái shopping mall lại đông thì nhiều người nhà người ta ở chật chỗ hoặc nóng quá ta đi vô trong shopping uh, mà cũng đang sẵn cái chuyện mà là thời tiết nó nóng lên thì ở việt nam cũng có một cái tin đang rất là nóng nó liên quan đến một cái việc ấy, nó không là một cái gì đó nó thường thấy ở Việt Nam. À, cho nên là khi bây giờ một người lên tiếng đó nó tạo nên một cái một cái hiện tượng một cái dư luận và người ta bàn tán. Đó là một có một nhà thơ tên là cái bút hiệu của cô tên là Dạ Thảo Phương. Nhà thơ này cũng được rất là nhiều người biết đến ở Việt Nam nhưng mà hiện bây giờ đó thì cô đang ở một quốc gia gọi là ship ở đang thủ đô ở quốc gia cái đảo quốc nó gọi là ship dạ. Yeah. bên Hy Lạp, đảo ship rồi, dạ đúng rồi à, cô đang ở đó à, chồng cô đó là một nhà báo cô không có nêu tên nhưng một một nhà báo cũng làm trong một cái hãng truyền thông lớn của quốc tế à, ngày hôm 3 tây tháng 4 vừa rồi đó thì cô bắt đầu cô nói là đó là ngày sinh nhật của cô ngày sinh nhật à, của cô và cô muốn mang ra một cái câu chuyện để coi như đó là lần tái sinh thứ hai của cô đó là kể lại một cái câu chuyện cô đã từng bị hãm hiếp cách đây 22 năm và cái người hãm hiếp cô đó sở dĩ cô nêu ra đó là hiện bây giờ ông này đang là phó tổng biên tập báo văn nghệ và là giống như là có nhiều cái chức vụ ở trong quyền uy và dạ, quyền uy ở trong hội nhà văn ở Việt Nam vân vân thì cái chuyện mà cô lên tiếng để tố của cáo của ông là gì tôi quên mất rồi tôi không biết tôi có đọc sơ cái tin này hả ai ạ à? ông tổng à ông đó là ông Lương Ngọc Anh Lương Ngọc Lương, Anh. Ngọc, Lương Ngọc An Lương. Lương Ngọc An là phó tổng biên tập Báo Văn Nghệ là ủy viên ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam có nghĩa là cái chức rất là lớn thì cô này là nhà thơ Dạ Thảo Phương thì cô mới kể lại cái sự việc là bắt đầu từ lúc mà cô mới có 20 tuổi, cô mới vừa tốt nghiệp rồi cô đi vào trong cái tờ báo văn nghệ cô làm với tư cách là một phóng viên mới vào nghề thì lúc đó ông Lương Ngọc An này cũng là một người lái xe cho cái nơi đó và vừa mới được chuyển qua làm phóng viên thì cô đã bị ông này cưỡng hiếp mà ông này không chỉ cưỡng hiếp cô một lần mà cưỡng hiếp cô rất là nhiều lần và trong đó có những lần là ngay tại tòa soạn đó rồi có những người chứng kiến luôn lúc mà cô cô bị ông cưỡng hiếp rồi cô la lên thì những cái người ở đó cũng đều là phóng viên đồ có hết người ta chả chạy lên thì cái sự việc đó nó xảy ra đó bắt đầu khởi nguồn là từ năm 1999 rồi sau đó thì cô đã có thai nữa rồi cô phải phải bỏ cái cái đứa con đó À, cái sự việc nó kéo dài như vậy cô nói là cô cũng đã từng có gửi những cái đơn để mà giống như là thư kiện cái vụ này nhưng mà tất cả nó đi vào êm ắng Rồi lý do tại sao mà cho đến chừng này năm tức là sau 22 năm bây giờ cô đã có chồng cô đã có hai đứa con và cái đời sống của cô đang rất là ổn định thì lý do tại sao mà cô lại lên tiếng để mà cô tố cáo cái sự việc này, lôi cái sự việc này sau hai mươi mấy năm đem ra. Mặc dù cô nói rằng là cái điều đó nó không hề dễ mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống gia đình cô, ảnh hưởng đến theo cái dư luận Việt Nam á ảnh hưởng hết tất cả. Nhưng mà cô thấy là đã đến lúc cô cần phải lên tiếng để cho những cái người khác á sẽ không có rơi vào cái trường hợp như là cô và cũng là để vạch mặt những cái tội ác mà đã đến lúc những cái tội ác đó phải được phơi bày ra ánh sáng thì đó là cái mục đích mà cô nêu ra thì liên quan đến cái sự việc này á thì bây giờ dư luận ở Việt Nam người ta đang nói nhiều về cái điều này thì xin mời bác Thái thưa quý khán giả chúng tôi có đọc cái tin này à, cái chuyện của cô Dạ um, Phương Thảo là một vấn đề rất lớn đối với cá nhân cô bởi vì chúng ta cứ tưởng tượng đời một cái người mà 20 năm phải chịu đựng một cái vết thương như thế À, giữ cái sự im lặng, khổ đau ghê lắm đó là chưa kể cái người mà bây giờ bị cáo buộc là hãm hiếp cô ấy vẫn còn là một cái tay mà sống bên ngoài vòng xã hội và có những cái quyền chức trong nhà nước và đảng à, theo cái cách suy nghĩ của luật pháp Hoa Kỳ đó người ta bảo là benefit of the doubt tức là lúc nào chúng ta cũng dành cho một cái điều gì đó mà chúng ta cáo buộc một chút gần uh, nói theo ngôn ngữ bình dân Việt Nam là một cái lối thoát tức là không có gì mà chắc chắn khi mình đi tới một kết luận cả thì bây giờ mình cứ đặt trong cái trường hợp là mình mình giả thử giả định là cô Dạ Phương Thảo này tất cả những bằng chứng tố cáo đó là chính xác thì bây giờ mình phải nghe cái lời về phía ông cái người đàn ông mà tên là Lương okay. Ngọc An gì đó thì Lương Ngọc An hôm, hôm vừa rồi, rồi có trả lời báo chí ở trong nước bảo là mọi chuyện đã không đúng hẳn như thế đâu không đúng hẳn như thế đâu có nghĩa là có phần đúng nhưng mà không đúng hẳn. Nhưng mà cái chuyện là mai sau này nếu mà cái hệ thống pháp luật tại Việt Nam bây giờ của nhà nước cộng sản á, mà họ phân xử một cách công minh đó thì cái vụ này sẽ đi ra ánh sáng một cách minh bạch. Nhưng đây là vấn đề. À, chúng ta biết là một cái xã hội Á Châu là đầu đầu tiên. Cái điều thứ hai là một cái xã hội mà do một đảng cầm quyền thôi. Và cái đảng đó từ xưa tới nay nó có một cái thành tích là cái gì? Mà dính tới đảng viên cái gì mà dính tới các quan chức một có quan hệ vân vân á là nó ỉm đi. Tức là có nhiều đảng viên đã phạm tội thì thay vì giữ tại địa phương đó nó chuyển qua một địa phương khác. Để cho cái sự bực bội bất mãn của dân chúng nó giảm bớt đi. À, có thể kết luận là cái hệ thống pháp luật của Việt Nam đó là quân hồi vô phẹt. Việt Nam bây giờ của Cộng sản quân hồi vô phẹt. Thành ra mình không biết cái chữ quân hồi vô phèn là gì mấy không quân hồi vô phèn vô phèn à tức là một cái chữ nó làm nó loạn sang ngầu này. vô ừ. phèn không có đánh cái, cái tiếng phèn đó quân ừ. hồi một cái đoàn quân mà nó đi nó gọi là không có Tôn thư tí, thư trật tự trật tự này nọ ừ. thì mà không có tiếng phèn để mà uh, hướng dẫn cho cái đoàn quân nó đi thì người ta gọi là quân hồi vô phèn thì cái xã hội Việt Nam bây giờ về mặt luật pháp là như thế thành thử cá nhân chúng tôi chỉ thấy thương cho những nạn nhân chứ không phải là riêng của Dạ Phương Thảo về mặt tâm lý cái xã hội Việt Nam mình nói gì thì nói người ta vẫn có một cái thói quen trên mạng xã hội mình thấy ngay trên Facebook một số người ta bảo ôi chắc là cô này phải làm gì đấy thì thằng đấy nó mới, mới thế chứ phải không? Tức là cho rằng một người phụ nữ mà có thể khêu gợi có thể gọi là tỏ ra những cái thái độ để cho một người đàn ông nó có thể hãm hiếp như thế đó là cái nhìn một cách phản ứng ngay lập tức của một số người cái điều thứ hai là theo cái định nghĩa về nó gọi là abuse trong luật pháp đó abuse phải là những người có quyền mới abuse người khác chứ không thể nào mà cấp dưới abuse cấp trên được trong một công sở một nhân viên cấp thường mà bảo là có hành vi uh, uh, xâm hại tình dục với một cấp chỉ huy của mình cái điều đó khó lắm hiền như là không có ngoại trừ là một cái sự thỏa thuận song phương một trăm nó diễn ra ở cái chỗ là một người có quyền uy có tài, tài, tài tránh, có ảnh hưởng xã hội đi abuse một người khác thấp cổ bé miệng hơn mình. Thì đây là một cái trường hợp mà nó sẽ là một cái để cho những nhà nghiên cứu về mặt xã hội tại Việt Nam nếu có họ sẽ nhìn hai ba khía cạnh xem ra làm sao. Cái điều thứ hai là uh, những cái nạn nhân này được còn sẽ bị một cái vấn đề là một số người họ hồ theo những tay quyền chức họ cho rằng ôi ngày xưa thì chắc là có đổi chác gì đó thì mới ra nông nỗi này chúng ta thấy những người như bà dạ phương thảo là một nạn nhân hết sức xứng đáng cần phải được pháp luật bảo vệ xin nhắc lại phải là một cái nền pháp luật nó minh bạch nó trong sáng chứ còn nếu không thì nó vô ích ờ, cô ngọc lan có để ý rằng bên xã hội mỹ đó, một trong những cái tội mà nặng kinh khủng là cái tội này là tội hãm hiếp cái thứ hai là gọi là abuse về mặt tình dục đối với những trẻ em vị thành niên tù ba bốn chục năm mà đi ra khỏi nhà tù xong phải để trong cái danh sách đi đâu cũng sẽ bị theo dõi hết không xin việc làm ở đâu được hết đó là cái sự trừng phạt của xã hội chưa kể đi vào trong trại giam nữa sẽ bị những bạn đồng tù có thể nó giết đấy. bởi vì nó không thể tha thứ cho cái tội ấy được đâm chém nhau bắn chết nhau bằng đảng nó khác còn đang này một người mà đi hãm hiếp người khác mà lại có quyền có thế mà ức hiếp một người dưới vị thế của mình đấy. Cái tội đó đối với xã hội mình nó nặng ghê Thành ra chúng ta chỉ mong ước rằng uh, à bà già Phương Thảo sau khi bà đưa ra cái thư mà một người phụ nữ đang sống bình yên với chồng tại vì có hòn đảo ship đẹp lắm ở bên Hy Lạp. Ừ. Và bây giờ lại uh, lên tiếng như vậy thì về phương diện gọi là kinh uh, nhận cái cảm tưởng đầu tiên ấy, của một người mà khách quan họ thấy rằng đây phải là một chuyện có thật thì chỉ hy vọng rằng những người như bà Dạ Phương Thảo sẽ được một cái nền công lý nếu mà Hạ xã hội Việt Nam bây giờ một cái nhà nước cái đảng Cộng sản đó nó nó đưa ra một số những cái quy định để nó tôn trọng pháp luật đó. thì à, à, tội ác về hình phạt kẻ nào gieo gió thì kẻ đó sẽ gặp bão. Xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần quảng cáo chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như Spicy Chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình cà phê sáng của Leader sài gòn tv à, trước cái phần mà ở phần 1 đó thì nhà báo đinh quang thái đã có cái sự phân tích về những cái cái điều mà đặc biệt ở đây là cái vấn đề liên quan đến cái vụ mà à, cưỡng hiếp của một người có chức quyền rồi sau đó những mọi sự việc nó bị ém nhẹm đi à, sở dĩ mà cái vấn đề này được khui ra đó thì nó nó ngọc lan muốn nói thêm một chút đó là người ta phải nên nhìn nhận nạn nhân của những vấn đề này tại sao người ta cứ nói là chuyện nó đã qua bao nhiêu lâu rồi mà tại sao không chứ để yên luôn thì phải hiểu về vấn đề tâm lý hồi nãy nhà báo đinh quang anh thái cũng có nói đó nó là khi nó là một cái vết thương mà cái vết thương mà liên quan đến cái chuyện hãm hiếp á là nó là một cái vết thương đối với nhiều người nó dây dẳng và người ta không thể quên được thì người ta lựa chọn cái chuyện mà người ta phải dứt ra khỏi cái vết thương đó là bằng cách họ phải có một cái lối thoát họ phải tìm một giải pháp thì giải pháp của nhiều người đó là họ phải phơi bài cái chuyện đó ra nói là nó một lần cho nó xong là như vậy cái thứ hai đó là cái chuyện là người ta cần ở trong một cái xã hội mà cái chuyện mà liên quan đến chuyện nạn nhân của uh, những cái chuyện mà hãm hiếp đó bao giờ lại cũng bị mang cái tiếng cũng như hồi nãy nhà báo đinh quang thái nói là xấu hổ và bị người ta gán cho cái là phải làm một cái gì đó thì phải là một cái sự trao đổi gì đó thì mới, mới đồng thuận ở trong cái việc mà hãm hiếp như vậy thì muốn xóa bỏ đi nhiều cái um, về cái suy nghĩ về đạo đức về cái chuẩn mực đạo đức ở trong xã hội và phải có một cái cách nhìn nhận về nạn nhân của những vụ hãm hiếp đó, nó một cách nó uh, đúng đắn hơn um, thưa thưa với cô Ngọc một quý khán giả thế này này chúng ta để ý rằng là có nhiều cái vụ hãm hiếp hoặc là lạm dụng tình dục ấy nó bị chìm trong quên lãng mấy chục năm rồi sau đó mới bắt đầu hé yeah. lộ tại sao bởi vì cái xã hội càng ngày nó càng tiến à, những cái chuyện nói một cách thẳng thắn thế này này à, phía bên uh, giáo hội Công giáo tại Los Angeles giáo phận tại Los Angeles uh, giáo hội Công giáo ở bên Âu Châu và một số những cái vị mà gọi là tu hành của một số các tôn giáo khác cả phía bên Phật giáo nữa có những hành vi không có xứng đáng với vai trò của những người mà chủ chăn hoặc là lãnh đạo một tôn giáo như vậy nhưng mà những nạn nhân đó vì cái xã hội cái đây hai ba mươi năm người ta sợ lắm người ta không bao giờ dám tố cáo chuyện đó cả bây giờ người ta thấy rằng luật pháp càng ngày nó càng nghiêm minh hơn và cái môi trường xã hội đó cho người ta thấy rằng người ta vững tin nhìn vào mắt của những kẻ mà đã xâm hại mình để nói một câu rằng quý vị là những cái kẻ gây ra tội ác thì mới có những cái vụ kiện cáo và chính vì chủ chân giáo hội công giáo hoàn vũ là đức giáo hoàng francis gần đây nói rằng ngài đau lòng lắm trước những cái chuyện mà nó đã khui ra như thế thưa khán giả của ông lan cho phép tôi không nói tên nhưng mà tôi có một anh bạn ngày xưa anh cũng đang làm trong cái nghề truyền thông này này lúc anh mới lớn lên thì anh cũng bị một cái sự gọi là xâm hại um, cơ thể do một cái vị um, có vai trò trong tôn giáo về anh mét với bố mẹ biết bố mẹ nói sao anh kể với tôi anh bảo bố mẹ không tin như thế đâu nhưng mà nếu mà bố mẹ có nghĩ cái chuyện đó thật thì chẳng được thôi con bỏ qua đi bởi vì đã là con người cái vị đó thì thôi đừng 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 có đặt vấn đề đó, đó còn uy tín trong làng trong xóm vẫn đó đó là cái vấn đề mà xã hội nào cũng bị Đúng không những cái xã hội mà nó giờ phút này nó vẫn chưa thoát ra khỏi được cái bóng ma của một cái thời đại mà đàn ông tức là số một phụ nữ là thứ yếu nó cứ khán giả thứ lỗi đó thì mình sẽ thấy rằng nó vẫn là như thế thôi cách đây hai ngày tôi đi uống cà phê với một anh bạn học hành ở bên mỹ đang và con một gia đình danh dạ thì tôi thấy anh xin lỗi hút thuốc lá cũng nhiều thì tôi mới hỏi rằng hút như vậy bây giờ con cái vợ 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 cũng không có phiền hà nhìn thẳng vào tôi bảo ơ okay. kìa vợ sao mà dám nói thế được vợ vừa lấy về là phải nghe lời chứ tại sao lắm nói thế mà anh đã lấy vợ mấy chục năm bên mỹ rồi mà vì sao đó tôi hỏi nói chuyện thì quá tình là có vợ phải nghe răm rắp đây cái cái gọi là cái não trạng của một số đông người vẫn còn của những cái xã hội mà họ vẫn nghĩ rằng cái sự quyền uy của nam giới đó, nó gọi là giới tính thì thưa quý khán giả chúng ta sẽ đóng cái, cái 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 câu chuyện này lại bằng cách nhắc nhở rằng nếu bất kỳ một cái trường hợp nào mà chúng ta biết là người quen của chúng ta con cháu của chúng ta có những biểu hiện mà trầm cảm mà có thể nghi ngờ nó có theo cái hướng đó đó. Ừ thì chúng ta phải khuyến khích những người đó nói phải bước ra ngoài nó gọi là bước ra ngoài ánh sáng để nói rõ là cái kẻ đó đã xâm hại mình như thế chứ còn nếu không nó là một cái vết thương lòng suốt cả cuộc đời người ta tôi đọc cái câu chuyện của cô Dạ Phương Thảo tôi 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 thấy là mình đồng cảm với cái nỗi đau đó mặc dù về phương diện pháp luật tôi xin nhắc lại là cái pháp luật của cái đảng cộng sản nhà quê Việt Nam bây giờ đó nói câu đó cũng tội nghiệp những người nhà quê không cái đảng cộng sản Việt Nam bây giờ nó cũng chưa có pháp luật nào cho nó nó ra hồn người cả, cho nên những người như cô Đặng Phương Thảo không biết là có được trả lại công lý cho họ không. Nhưng mà tôi hỏi cô Ngọc Lan thế này nè, cô có sợ kim cương tăng giá không? Không, tại vì Ngọc Lan không phải là uh, người gì tính đồ của kim cương. Tính đồ của kim cương. Thưa, tôi hỏi cô đó là thưa quý khán giả, bởi vì sáng ngày hôm nay những người nào mà thích kim cương thức dậy chắc là không vui lắm đâu. Bởi vì chính phủ của Tổng thống Joe Biden chiều tối ngày hôm qua vừa mới ban hành một cái sắc luật là sẽ bắt đầu phạt một cái công ty kim cương lớn của Nga. Ồ, oh, cái yeah. công ty đó tên là An Rosa. ờ, Đây là cái công ty mà cung cấp kim cương lớn nhất cho toàn thế giới. Mm. Thí dụ trong năm 2021 thôi đó, cái số tiền mà cái công ty này đem về cho nước Nga là 4 tỷ 200 triệu Mỹ Kim cái tiền bán kim cương ra ngoài thì uh, giá kim cương chắc chắn sẽ lên cũng như là giá xăng đã lên và nhiều mặt hàng khác cũng lên nữa thì uh, đây nó là một cái cuộc chiến mà bây giờ nước nga bắt đầu thấm đòn phải không? cô ngọc lan có để ý những cái cuốn phim mà do các phóng viên của các đài quốc tế họ họ quay cái cảnh mà dân chúng nga bây giờ đổ xô đi ra đánh nhau chửi nhau xô sát nhau chỉ vì một bịch đường y hệt như cái thời kỳ mà gọi là bao cấp của cái giai đoạn mà mà cộng sản liên xô đó bây giờ nó còn tệ hơn cái chỗ này, này. ngày xưa đó lúc mà còn cộng sản liên xô đó nó có một cái guồng máy nó phân phối phải không? người ta có thiếu thốn nhưng mà à, không tới tới cái tình trạng mà nó nó, nó như ngày hôm nay các kệ hàng như vậy mà bây giờ nó trở thành một xã hội mở nữa cho nên người ta tranh giành nhau và đây là một cái giá mà nước nga phải trả cho cái cuộc xâm lặng tại ukraine bởi vì Tôi nói nước Nga, tại sao không phân biệt giữa cái nhà cầm quyền Vladimir Putin mà lại nói nước Nga? Trong cái cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất ấy, Thì 70% dân Nga ủng hộ quyết định xâm lăng của Putin Bởi vì Họ cảm thấy rằng Họ đã mất vị thế sau khi mà cái đế quốc ma quỷ lên xô bị sụp đổ Ngày xưa Về mặt cường quốc Quân sự đó, Nga với Mỹ là ngang nhau, chưa chắc bên nào hơn bên nào Mặt kinh tế thì Nga thua thật nhưng mà cường quốc quân sự. Tất cả những nước bây giờ mà chúng ta nghe nói tới suốt ngày từ hôm hơn 2 tháng nay Bulgaria, Hungary, Ba Lan, uh, Republic of Czech, uh, Republic of Slovakia, Yugoslavia, phải không? rồi Bela, Belarus, Ukraine, chúng ta đọc sách hay nghe nói Bạch Nga đó. Bạch Nga tức là Belarus đó. Tất cả những nước đó nằm trong cái khối Cộng sản Liên Xô trong đó có của Latvia rồi Moldova vân vân thì bây giờ tất cả các nước nó bị chạy theo tư phương hết ngoại trừ cái anh Belarus ra Hungary còn giữ một vai trò gọi là trung lập một chút Bulgaria cũng thế nhưng mà nước Nga và dân Nga họ cảm thấy rằng cái con gấu Nga đó bây giờ nó không còn lãnh thổ của nó nữa cho nên nó ủng hộ cái kẻ mà giờ phút này được xem như là một cái tội đồ trong cái vụ mà tàn sát dân chúng để Pucha là Vladimir Putin. Thành thử ra bây giờ nước Nga và người Nga bắt đầu phải trả một cái giá vì giá giá cả sinh hoạt nó lên kinh khủng người lắm. Và cái đoàn kinh tế này trong những ngày sắp tới nó còn nặng nề hơn nữa. Chúng ta sẽ trở lại để nói về những cái chuyện có tính cách bên lề cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nga tại Ukraine. Xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken McNuggets tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, áo dài Việt Nam đó thì từ lâu rồi nó không chỉ là cái quốc phục của người phụ nữ Việt Nam mà nó còn được thế giới biết đến, người ta gọi đúng tên chiếc áo là áo dài, áo dài. À, chứ không có đặt cho nó một cái tên gì khác. Nhưng mà lý do tại sao một cô người mẫu người Mã Lai đã phải xin lỗi sau khi mà cô mặc chiếc áo dài Việt Nam rồi chụp hình đưa lên Facebook thì lý do đó thì quý vị có thể nhìn thấy cái hình ở đây đây là hình mà cô người mẫu này tên là Sue Pui tên của cô là như vậy à, cô đang trong cái hình là mặc áo dài và thả đèn lồng ở Hội An ở trên cái cái ở Hội An có những cái chiếc giống như những cái chiếc thuyền người ta lên đó rồi đi thả đèn lồng buổi tối đó là khi mà hình hai cái hình này cô đưa lên trên Facebook của cô đó thì đã gặp phải một cái sự phản ứng uh, dữ dội của những người Việt Nam nói là cô đã làm uh, giống như là một cái cách sỉ nhục cái quốc phục của người phụ nữ Việt Nam là bởi vì cô mặc áo dài nhưng mà cô không có mặc quần dài. Ừ, nếu mặc quần đi chỉ mặc in the que thôi Trời <laughs> bởi vì mình nhìn ở trong cái hình này người ta không đây đây là hai cái hình mà cô bỏ lên trên uh, uh, facebook của cô đó thì hiện bây giờ uh, ngày hôm thứ tư á thì sau khi mà người ta lên tiếng phản đối quá thì cô đã trên facebook của cô cô đã viết cái lời xin lỗi bằng tiếng anh uh, bằng tiếng uh, việt nam và cả bằng tiếng uh, trung quốc rằng là cô nói rằng là cô xin lỗi Bởi cái việc là cô không có am tường hiểu rõ về văn hóa Việt Nam cho nên cái việc mà cô mặc áo dài rồi thả đèn lồng ở Hội An đó mà không có mặc quần dài theo đúng cái kiểu truyền thống như vậy đó đã đã được bị xem là một cái sự sỉ nhục đối với quốc phục Việt Nam thì cô đã lên tiếng xin lỗi. Nhưng mà rồi ngày hôm thứ sáu tức là ngày cũng là ngày ngày 8 tây tháng 4 sau khi hai ngày khi mà cô lên tiếng xin lỗi về cái chuyện mà mặc áo dài mà lại không có mặc quần dài đó thì cô đã đăng tiếp hai cái ảnh cô mặc uh, bikini rất là gợi cảm lên trên facebook của mình kèm theo dòng chữ cái hình ảnh này là chụp ở trước ở trong một cái khách sạn ở hội an với dòng chữ là khen uh, việt nam đẹp quá <laughs> thì đây là một cái, uh, cái điều mà nói một người mặc áo dài nhưng mà không mặc đúng cách 10 mẫu đã phải lên tiếng xin lỗi Nhưng mà thật sự đó Trong thời gian qua thì cái cách mặc áo dài Ở ngay ngay Tại vùng Lê đô Sài Gòn này đây Mà khi mà quý vị sẽ xem Có những cái buổi tiệc tùng uh, Được tổ chức đó Họ mặc áo dài, họ chụp hình đưa lên Ngọc Lan cũng cảm thấy là không, không còn gì để nói Ở đây không phải là mình đang nói đến chuyện là uh, Những cô mặc áo dài uh, Mà xuyên suốt Và cũng theo cái kiểu này Chỉ mặc underwear thôi á À, của những người mà ở trong một số tiệm cà phê Người ta chụp hình Mà đây là trong những cái cái tiệc Mà trong những cái sự kiện nữa Mà những chiếc áo dài đó Mặc tương tự như vậy Tợ tợ như kiểu này nè à, Cũng đã được đưa lên rất là nhiều Nhưng mà để nói là gặp một cái làn sóng Phản ứng như thế này phải lên tiếng xin lỗi thì chưa thấy à, Về phương diện Thời trang đó Thì mỗi một dân tộc Có những cái bộ quần áo truyền thống Ừ dĩ nhiên nó có những cái cách tân Tôi nói, Thí dụ cái thời mà ai cũng nói cái kiểu áo dài của bà Ngô Đình Nhu đó Tức là cái cổ, cổ cao vậy này Rồi sau người ta cắt xuống thành cổ Ngộ, uh, Cổ áo dài của bà Ngô Đình Nhu ừ, là cổ thuyền Cổ thuyền đó dạ. Thì đó là một cái cách mà nó tiến triển theo với um, thời gian Nhưng mà đi tới cái độ với cô này thì cũng quá đáng bởi cái chuyện. Nhưng mà cô là người ngoại quốc hả? có người mà ai Dạ Thì mình có thể hiểu được cổ không am tường văn hóa Việt Nam nhưng mà tôi đưa thí dụ một người nào đi qua Nhật chẳng hạn Sẽ thấy những cái bộ uh, kimono của người Nhật họ bán Một bộ 300 ngàn đô la Một bộ kimono Và họ muốn giữ truyền thống đó tuyệt đối của họ Không có cái chuyện mà ăn mặc phá cách đối với cái kimono được Thì chịu thôi ừ. bởi vì đó là một dân tộc được gọi là con con cháu của Thái Dương Thần Nữ ừ. Nhưng mà cô Ngọc Lan biết ngày hôm qua là có hai cái niềm vui lớn Một cái niềm vui đối với thế giới của những người yêu chuộng cái thiện Uh, thế giới của những người yêu chuộng tự do dân chủ và cái vui thứ hai là đối với cái cộng đồng của những người da màu tại nước mỹ thứ nhất là tại nước mỹ đó thì thưa quý vị chúng ta biết là sáng ngày hôm qua chắc là giờ đó là sau cái giờ mà cà phê sáng rồi thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chuẩn thuận để cho thẩm phán uh, Katanji Brown Jackson chính thức trở thành thẩm phán tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, tức là một trong chín người đó. Và như vậy là trong vòng 233 năm của lịch sử tối cao pháp viện Mỹ, đây là đầu tiên có một phụ nữ da màu làm thẩm phán. Quan trọng lắm, phải không? Ngày hôm qua thì cái cuộc bỏ phiếu đó là 50 người của phía bên Dân Chủ cộng với bên 3 người của Cộng Hòa đã chuẩn thuận. 47 phiếu chống là của phía bên Cộng Hòa và uh, cái không khí của hội trường thượng viện ngày hôm qua, cái lúc mà bà uh, Jackson được loan báo được trúng thuận đó vui ghê lắm. Ở trong lúc đó thì tổng thống Joe Biden và bà Jackson thì ngồi ngay trong tòa bạch ốc để xem cái kết quả của bỏ phiếu. Uh, lãnh tù khối đa số ở thượng viện là nghị sĩ Chuck Schumer nói rằng vui lắm, một là một ngày tuyệt vời, một ngày gọi là đầy hứng khởi đối với thượng viện. Còn phó tổng thống Kamala Harris đó, bà đã nói rằng bà xúc động tới cái độ vui mừng khốn xiết uh, trước cái um, cuộc chuẩn thuận này. Như vậy là bà Jackson sẽ chính thức nhậm chức uh, thẩm phán tối cao pháp viện uh, thay thế cho thẩm phán Stephen Breyer vì ông về hưu mùa hè năm nay. Bà là người có khuynh hướng uh, libero tức là uh, cấp tiến. Thành ra bây giờ tối cao pháp viện Mỹ có 9 người. 5 người thuộc phía Cộng hòa được các vị tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm. 4 người được uh, các vị tổng thống phía dân chủ bổ nhiệm. Cái cơ chế tối cao pháp viện của nước Mỹ đó là một khi mà đã được chính thức rồi đó thì đó là một chức vụ suốt đời. Cho tới khi họ chết hoặc là họ tự động họ bảo như là ông thẩm phán Stephen Breyer mà hồi ông chán ông về hè, hè ông về thì tìm người khác nghe khi một người mà đã được tuyên thệ trở thành thẩm phán tối cao pháp viện rồi, họ độc lập với hoàn toàn với cái người mà đã bổ nhiệm họ. nghe chúng ta thấy như cái hồi mà ông ông Donald Trump bổ nhiệm hai thẩm phán tối cao pháp viện, tới lúc họ bỏ phiếu, họ bỏ phiếu đâu có ủng hộ ông Trump đâu. Đó. đó là cái, cái 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 nét son của nền tư pháp Hoa Kỳ thì đó là một tin vui. cái tin vui thứ hai là thiện đã thắng cái ác ngày hôm qua là cái cuộc bỏ phiếu tại đại hội đồng Liên hiệp quốc thì đã thông qua được một nghị quyết là Đình chỉ hay là muốn nói là gạt Nga Ra khỏi hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Thì trong số những quốc gia mà bỏ phiếu chống lại nghị quyết đó Tức là ủng hộ Putin ấy, Rất đáng buồn Đó là cái lá phiếu của Việt Nam Nhưng mà đó là lá phiếu của những người đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam Chứ không hẳn là đại diện cho tiếng nói người dân Việt Nam thì giờ phút này cái chuyện Việt Nam mà đứng về phía uh, Vladimir Putin đứng về phía Trung Quốc như vậy đang trở thành một cái đề tài không những là được bình luận uh, đối với một số những người uh, quan sát về tình hình chính trị uh, Đông Nam Á bởi vì tại sao bởi vì là loi lắm các quốc gia ASEAN họ họ chống nga hết là họ bỏ phiếu để họ ủng hộ cái cuộc chiến chính nghĩa của dân tộc Ukraine thì uh, ông uh, ông Việt Nam và cộng sản ấy uh, tuy nhiên giơ tay vào em thì em xin phép em chống lại bởi vì em là người của ông Putin, ông Putin, đúng không? thành thử ra đó là cái điều mà đáng chê trách bởi vì thế giới họ đang đứng hẳn về một cái phía. Cô Ngọc Lan để ý rằng à, mấy ngày hôm nay nó có một cái loạt bài báo họ đưa ra một nhận xét thế này, họ bảo là cái cuộc chiến Ukraine và đặc biệt là cái vụ thảm sát mấy ngày vừa qua tại Pucha đó nó làm thay đổi hẳn cái suy nghĩ của cái giới làm truyền thông bởi vì nếu mà chúng ta so sánh cái thời chiến tranh Việt Nam chẳng hạn, thì hết giờ phải Chúng tôi sẽ trở lại cái đề tài này bởi vì xin mấy phút mới nói được cái sự thay đổi của, chính, của truyền thông và tại sao cái phái đoàn của Hà Nội đáng chê trách. Xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chew chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487 7889. Hãy thử món gà cây giòn ngọt mềm như spicy chicken mặt tại tiệm McDonald's có tham gia. ơn quý vị, vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của đô Sài Gòn TV. À, xin mời Bác Thái tiếp tục uh, với vấn đề liên quan đến là Việt Nam đã bỏ phiếu uh, chống trong cái việc uh, mà uh, loại khỏi uh, chống không có đồng ý đưa Nga ra khỏi hội đồng uh, nhân, quyền. nhân quyền thế giới. Hai lần trước đó thì uh, Việt Nam là bỏ phiếu trắng. nên này bỏ phiếu trắng. Dạ. Nhưng mà nói là Nga đã xếp những quốc gia mà bỏ phiếu chống hay là bỏ phiếu trắng gì Đều là những nước thù địch với Nga hết Cho nên đó, kỳ này đó, là à, Việt Nam đứng về phía Nga yeah. Phải nói là Cambodia ngon ừ. Ngon hơn Lào, Việt Nam nhiều Ba nước Đông Dương thì Việt Nam, Lào uh, cũng là hai đảng cộng sản cầm quyền đấy. Đã bỏ phiếu chống được những nghị quyết đó Còn Cambodia đó, thì ủng hộ nghị quyết đó. Ba lần liền Cambodia ủng hộ và chúng ta biết là Trung Quốc ảnh hưởng bên Campodia nhiều lắm. Vậy mà ba lần bỏ phiếu Campodia đều ủng hộ cái chuyện mà phải chống lại cái cuộc chiến của Vladimir Putin ở Ukraine. Ngon không? Rất là ngon lành. Các nước khác như là miền điện Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia đều bỏ phiếu để ủng hộ nghị quyết đó hết. Nhưng mà trở lại cái chuyện mà chúng tôi nói là cái cuộc chiến tại Ukraine mà đặc biệt là cái vụ thảm sát từ Pucha đã làm thay đổi cái cách đưa tin của giới truyền thông thế giới. Tại sao? Nhìn cuộc chiến tranh Việt Nam, cái lúc mà quân Cộng sản tàn sát 5.000 đồng bào chúng ta là tối thiểu ở Huế và chôn sống đó, gọi là chôn tập thể đó. Các phóng viên ngoại quốc vì lúc đó đa số là theo phe tả, tức là có thiện cảm với phong trào phản chiến thế giới. Cho nên họ nói thẳng, mà, họ bảo nhiệm vụ của chúng tôi không có quay những hình này. Chúng tôi không có cái nhiệm vụ phải đi tuyên truyền cho cái miền Nam Việt Nam của quý vị. Sự thật là như thế. Trong những phóng viên của Mỹ mà đi theo để một tường thuật một cách trung thực của chiến tranh Việt Nam là có ông Dan Sutherland. Tức là sau này ông là phó tổng giám đốc của Đài Á Châu Tự Do. Ông từng là bureau chief của Washington Post tại Bắc Kinh, uh, bureau chief của San Christian Monitor tại Việt Nam vân vân Và đa số báo chí phong trào thiên tả Ngày xưa Berkeley của nước Mỹ là cái ổ thiên tả Nó chống chiến tranh Thưa quý khán giả Năm 1985 Tại thành phố Bergen Ở bên Na Uy Mà nhà báo kịch tác gia Dưới uh, uh, văn nghệ sĩ Dưới nhạc sĩ Mà còn ca ngợi Pol Pot Yang Ca ngợi Mao Trạch Đông Ca ngợi Hồ Chí Minh Ca ngợi Fidel Castro Đủ biết cái đầu thiên tả của họ Nó ảnh hưởng tới những cái người mà làm truyền thông đã đi làm truyền thông của cái thời thập niên đó là thiên tả ghê lắm. Cho nên tất cả những cái hình ảnh mà của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa chiến đấu chống quân Cộng sản là sao không được đề cập đấy. Họ chỉ nói về cái cánh quân Mỹ thôi. Và cánh quân Mỹ đó họ chỉ đưa ra những hình ảnh mà nó đưa vào trong uh, truyền hình vào từng nhà gia đình Mỹ bên này để nó, nó thắng của cái cuộc chiến tranh đó là bởi vì phong trào thiên tả họ thấy là lính mỹ chết rồi lính mỹ khổ đau lính mỹ nằm sáng xoài trên những cái ngọn đồi charlie hay là đồi paston chẳng hạn vân vân thì thưa quý khán giả đó là cái thời đó cho nên cái ông đại tướng mà um, Schwarzkopf, tư lệnh cái chiến dịch uh, vùng vịnh đầu tiên năm 1991 đó. ông hay lắm ông bảo quý vị báo chí muốn biết tin tức phải không đến lều của chúng tôi chúng tôi cho chúng quý vị biết không có đi theo các quân của quân đội mỹ thì lần này báo chí hoàn toàn tự do đi vào Ukraine. Và đã có những bài viết họ bảo rằng phóng viên họ nhìn đích mắt cái cảnh mà quân Nga chói tay người ta lại bắn sát như bắn cái cảnh gọi là bắn vào đầu đó. Hố chôn tập thể như vậy. Thì bây giờ họ thấy rằng họ đã cảm thấy là nó bị sốc hoàn toàn trước một cái thảm kịch như vậy của con người. Và họ đưa tin một cách trung thực họ chỉ có cái đài Fox từ còn một vài anh nhà báo không biết tại sao nó Fox bây giờ lạ ghê họ đưa ra những cái luận điểm có vẻ thân với bên bên Putin họ bảo là chắc thì cái chuyện đó là do quân nga giết trong khi đó điều tra của báo chí điều tra của phái đoàn Ukraine và đó là lý do tại sao mà hội đồng liên hợp quốc mới đuổi nga ra khỏi cái cơ chế gọi là uh, nhân quyền Uh, xin một câu nữa trước khi đang ra quả banh lại cho Ngô Ngọc Lan tôi nói thí dụ bên Na Uy chẳng hạn cái bộ giáo dục Na Uy họ đưa vào trong chương trình dạy học đó, cái hình của một người phụ nữ Việt Nam ngồi khóc lóc thảm thiết đội một cái nón lá cô có để ý không bên cạnh một cái xác cái đó là nạn nhân Tết mẫu Thân công sản nó giết đồng bào Huế thì cái người phụ nữ đó có người thân chết họ ngồi đó họ khóc Đằng này Bộ Giáo dục Na Uy nó mới lấy cái hình đó nó bảo rằng đây là lính Mỹ giết người Việt Nam trong cái vụ cai lệ do William Kelly là anh hàng Trung úy Kelly đó anh ta chỉ huy cái đơn vị đó anh ta bắn một mấy trăm người Việt Nam đó. thì anh bạn thân của chúng tôi bên đó cũng nói thân thẳng được là anh bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang đó anh là cái người mà đã có công nêu vấn đề đó là trước báo chí bên Na Uy anh viết thư cho các hội đoàn vận động rốt cuộc bộ lao động nào xin lỗi bộ giáo dục na uy đã phải công nhận là trong cái năm sắp tới nó sẽ phải thay cái hình đó đi nó không còn gắn ghép cái hình đó là nạn nhân của một sĩ quan mỹ bắn người việt nam nữa mà cái đó là nạn nhân của cộng sản thì nghe cái sự lên tiếng nó rất là quan trọng nhưng mà ý chúng tôi muốn tóm lại thế này này cái cuộc chiến tranh hiện nay tại ukraine này, đã giúp cho cái giới truyền thông họ có một cái nhìn khác và họ đã thay đổi cái cách đưa tin của họ và đó là điều tốt. Cảm ơn nhà báo Đinh Quan anh Thái. À, trở lại với những uh, tin tức đời thường đó, à, thì uh, hôm uh, vừa rồi ở ngay tại uh, phi trường Logan ở um, khi mà có một người khách họ đi từ Massachusetts uh, thì họ đã bị ở ngay chỗ lúc mà đi qua cái cổng kiểm tra an ninh đó bị giữ lại bởi vì người ta nói rằng là ở trong cái cây gậy. Mà ông, ông cụ này là 78 tuổi rồi Dùng để chống 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 đi đó Nó có một cây kiếm ở trong đó Thì lúc mà đi qua cái máy đó Thì người ta thấy là như vậy Nhưng mà ông nói là ông không hề biết cái chuyện đó Ông không hề biết rằng là Ở trong cái cây gậy mà ông đã sử dụng Bao nhiêu năm nay á Nó lại có cây kiếm Là bởi vì á, cây gậy này ông mua Ông mua về rồi thì ông chỉ nghĩ nó là cây gậy thì ông cứ chống đi suốt bao nhiêu lâu nay thôi. Bây giờ cho đến khi mà ông đi qua uh, cái chỗ mà kiểm tra an ninh ở chỗ phi trường thì người ta mới nói cho ông biết là ở trong đó nó có một cây kiếm. Thì sau đó dĩ nhiên là họ phải uh, điều tra rất là nhanh coi như thế nào có phải là ông có cái mục đích để ông mang đây là cái kiếm là được xem là một loại vũ khí ông mang vũ khí lên máy bay hay không vân vân thì sau khi mà uh, kiểm tra đồ xong hết đó thì người ta đã kịp thời để cho ông bắt cũng bắt đi kịp cái chuyến bay đó chứ không có bị trễ thì uh, những mà nhân viên của uh, TSA á, thì họ nói rằng là uh, đây là không phải là um, cái trường hợp đầu tiên mà có những cái chuyện mà người ta mang đồ mà người ta không biết là ở trong đó có cái gì ừ. à, giống như ông này cầm cây gậy mà nói cây gậy ông xài bao nhiêu lâu rồi ông không hề biết ở trong đó nó là có cái kiếm ở trong đó thì nhiều người cũng đi qua cái kiểm tra an ninh đó thì nhiều lắm nói kiểm tra thì thấy nó hỏi là à, không có cho mình mang những cái vật nhọn như là dao như là kéo trong cái hành lý sách tay lên máy bay thì khi hỏi là ở có cái gì không thì ai cũng nói là ở không có nhưng mà khi kiểm tra qua đó thì ví dụ như ở trong những cái túi này hay là trong những cái giỏi khác nó có thì người ta phải giữ lại một chút xíu hoặc là phải vứt đi đó hoặc là quý vị phải làm sao đó gửi nó theo cái cái riêng cái hành lý riêng để mà có thể đi qua còn nếu như là nó nguy hiểm hơn thì có thể là phải người ta sẽ phải giống như gì, thẩm tra một chút xíu để cho đi qua điều tra điều tra <laughs> ngọc lan nhớ có lần ngọc lan đi trong cái hành lý mang lên cái có cái gói bánh ướt mình ước mua qua cho đứa em mấy thao đó người ta gói cái giấy giấy bạc ở ngoài đó. Cái khi qua cái hội giữ lại thì có hai người nhân viên đứng ở đó thì một một người á, thì có vẻ là chắc là biết thức ăn của người châu Á thì họ nói ở oh, đây là bánh thì mình giải thích đây là cái bánh ướt thôi nhưng mà một cái người nhân viên á, người Mỹ trắng á, thì họ cứ đứng họ nhìn họ bóc tại vì cái loại đó đó giống như là nó nó dẻo dẻo thì không có được phép mà những cái loại họ dư là treo vậy đó họ không mang lên mà này một một bịch vậy cái xong cuối cùng cái nhân viên đó nói là ok hoặc á, là cô ăn hết này đi hoặc là cô bỏ chứ không có mang lên máy bay được quyết định làm sao mình ăn hết một cái đống bánh đó cho nên bỏ tôi đề nghị kỳ sau qua đừng nói bánh ướt cái bánh gì bánh khô thì người ta qua cho qua dạ <laughs> yeah. thì đó nó có những cái điều mà khi mà mình đi ra phi trường á nó nó nhiều điều lạ lắm mà mình đôi khi mình chẳng biết là nó sẽ như thế nào dĩ nhiên người ta có cho là có những cái quy định khi mà chúng ta vào đây chúng ta check thì mình biết là cái gì mình được mang lên máy bay và cái gì là không à, cảm ơn nhà báo đinh quang thái đã đến đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chào quý khán giả, chào cô Ngọc Lan.